Đến ăn sáng ngày mai đưa tiếp tiêu về móng cổ. Không, em không về. Em không về. Hoàn toàn tiếp tiêu. Nếu em không về thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cổ thật xin. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tâm nô lệ thì tiểu thơ nắm về lại với quê giờ có tôi.
chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm mắt mày trong tim. Tình đành